Chào quý bà con, em chúc quý bà con mình luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ trong cuộc sống. Hôm nay em sẽ gửi đến quý bà con mình kết quả tóm tắt trận đấu giữa đội bóng U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản tại giải bóng đá U23 châu Á ở Uzbekistan. Để không mất thời giờ vàng bạc đá quý kim cương quý bà con, em sẽ tóm tắt kết quả trận đấu như sau. Vào phút 22 hiệp 1 của trận đấu, từ vị trí đá phạt ngoài vòng cấm của đội tuyển U23 Hàn Quốc, cầu thủ số 18 của đội tuyển U23 Nhật Bản sút bóng đập vào đầu cầu thủ số 10 của đội tuyển U23 Hàn Quốc. Bóng chuyển hướng bay vào góc cao khung thành đội tuyển U23 Hàn Quốc, tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển U23 Nhật Bản. Tỷ số này được giữ đến hết hiệp 1 của trận đấu. Bước vào hiệp 2 của trận đấu, đội tuyển U23 Hàn Quốc dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, vào phút 65 của trận đấu, từ quả ném biên ở cánh phải, cầu thủ số 19 đội tuyển U23 Nhật Bản sút bóng đập vào tay thủ môn U23 Hàn Quốc. Bóng nảy lên, cầu thủ số 11 của đội tuyển U23 Nhật Bản ập vào sút tung lưới đội tuyển U23 Hàn Quốc, tỷ số 2-0 nghiêng về cho đội tuyển U23 Nhật Bản. Chưa chịu dừng lại, vào phút 80, từ một pha phản công vào trung lộ, cầu thủ số 18 U23 Nhật Bản sút bóng kỹ thuật ghi bàn để mắt vào lưới đội tuyển U23 Hàn Quốc. Cầu thủ này đã lập cú đắp và 3-0 nghiêng về đội tuyển U23 Nhật Bản. Tỷ số này được kéo dài đến hết trận đấu. Thúc trận đấu, đội tuyển U23 Hàn Quốc sẽ thu xếp hành lý về nước, còn đội tuyển U23 Nhật Bản vào bán kết chờ kết quả của đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia vào lúc 11 giờ cùng ngày. Nhân dịp đây, em chúc quý bà con mình luôn luôn mạnh khỏe, chúc đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển U23 Nhật Bản ở bán kết. Cuối cùng, em kính mong quý bà con mình dành chút thời gian để đăng ký ủng hộ kênh Nam Định. Sự đăng ký của quý bà con là động lực để kênh phục vụ tốt hơn cho quý bà con mình trong thời gian đến. Chào tạm biệt.